Các bạn đang nghe truyện chinh chiến tại tuyến online trên kênh TV Audio CV chương 508, quân sư Bắc Kỳ. Nguyệt Nha tướng xuất hiện khiến đám người bàn thạch cảm thấy nguy cơ. May mà có người chơi từ đằng sau chạy tới, lập tức bao vây Nguyệt Nha tướng rồi triển khai tấn công. 2 triệu 300 nghìn chiến sĩ quân Nguyệt Diệu phải đối mặt với tất cả thế lực Bắc Kỳ bao vây tiêu diệt. Với số lượng khoảng chừng gấp 10 lần, tất cả phản kháng đều giống như vùng vẫy trước khi chết. Đêm nay, Minh phủ đã chú định là một đêm không ngủ. Tàn sát liên tục diễn ra ở các khu vực trong Minh phủ. Hồn tệ, EXP, trang bị, vật tư. Đây là đêm cuồng hoang của những người chơi, cũng là bài ca phúng điếu dành cho quân Nguyệt Diệu. Khi tia nắng ban mai đầu tiên dâng lên từ phía đông bắc kỳ, tất cả đều đã đi đến hồi kết. Nhờ vào thần khí dọn dẹp, khu an toàn ở Minh phủ đều được hồi phục lại như ban đầu. Trên mặt đất không có lấy một thi thể, cũng không có một vết máu. Dường như chưa từng xảy ra chuyện gì ở đây. Lúc này trong Minh phủ, Nguyệt Diệu đã hấp hối nắm trên mặt đất, đôi mắt khép hờ tự dễu nhìn ánh hào quang nơi chân trời. Giờ khắc này, hắn ta đã hiểu mọi chuyện. Huynh đệ của hắn ta chưa bao giờ phản bội hắn ta, hơn nữa chưa từng cướp bóc vật tư của hắn ta. Hết thảy đều là một cái bẫy mà hắn ta như một quân cờ được đặt trên bàn cờ chỉ bước đến vị trí mà mình cho là đúng theo ý tưởng của kẻ khác mà bây giờ chính là giây phút cuối cùng của hắn ta nguyệt diệu sự thất bại của ngươi đã được chú định ngay từ khoảnh khắc ngươi muốn chiếm lấy bắc kỳ lưu sách không nhịn được thở dài nhìn nguyệt diệu hấp hối tuy rằng là kẻ địch hơn nữa từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng nguyệt diệu nhưng tiếp xúc lâu ngày trong mắt lưu sách nguyệt diệu rõ ràng là một người sống cứ thế giết chết thì gã vẫn cảm thấy không đành lòng nhưng gã biết nguyệt diệu nhất định phải chết nếu hắn ta không chết thì những người chơi sẽ không còn được yên bình như trước nữa có thể nói cho ta biết rốt cuộc tại sao các ngươi lại làm được điều này không rõ ràng các ngươi đã thề nguyện bằng linh hồn rồi mà giây phút sắp chết nguyệt diệu muốn giải tỏa nghi hoặc trong lòng bàn thạch và cửu đầu xà nhìn nhau cười lúc này thông báo toàn server vang lên thông báo toàn server Quỷ vương bàn thạch chính thức trở thành NPC Bắc Kỳ. Thông báo toàn server, cửu đầu xà vương chính thức trở thành NPC Bắc Kỳ. Thông báo toàn server, quỷ tướng yêu đô chính thức trở thành NPC Bắc Kỳ. Thông báo toàn server, quỷ tướng địa lan chính thức trở thành NPC Bắc Kỳ. Nghe thấy thông báo toàn server, lưu sách kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua đám bàn thạch, sao mấy ông làm được vậy? Hỏi lời thề chỗ đồng quải, tuyên thệ nguyện trung thành, sau này thật sự thành người một nhà rồi, cửu đầu xà khoát tay lên vai lưu sách cười nói. Ê, sau này mấy người mở chức nghiệp luyện đan sư còn phải nhờ vào ta đấy nhé. Đây cũng là cốt truyện ẩn, bây giờ mấy người đã đạt được yêu cầu nên kích hoạt luôn. Bàn thạch cũng nhếch mép cười. Tuy rằng không hiểu họ đang nói gì, song Nguyệt Diệu lại có thể cảm nhận được dường như họ rất vui vẻ. Thì ra đây mới là ngươi chân thật, lưu sách, Nguyệt Diệu suy yếu nói, sau đó không nhịn được ho ra máu tươi. Xin lỗi lão đại nguyệt diệu, tại ngươi xâm phạm bất kỳ trước. Đừng nói nữa. Được làm vua thua làm giặc, pháp tắc ở âm phủ này vốn đã thế rồi. Ta hiểu được, tình trạng của nguyệt diệu càng ngày càng tệ, hoặc nhìn vẻ mặt đã bắt đầu hoảng hốt. Ngươi cũng đã thề trung thành với người khác bằng linh hồn như họ sao, vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh. Nguyệt Diệu đặt câu hỏi. Lưu sách lắc đầu, nở nụ cười tươi roi rói ta khác họ. Ta là người chơi, cũng là thiên tai. Ta không bị ràng buộc bởi pháp tắc âm phủ. Lúc này, một tia sáng mặt trời chiếu lên gương mặt của lưu sách, quần sáng mờ ảo bao phủ hai bên má của gã, khiến Nguyệt Diệu ngơ ngác. NIC, nước Mỹ. Đêm khuya, kim giờ trên tháp đồng hồ chỉ vào con số 12, tiếng chuông vang vọng trong đêm khuya thành phố. Trên tháp đồng hồ, xung quanh tối om như mực có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng hạt mưa rơi, lộc bột, trên thủy tinh. Tách! Amelie vạch nắp bật lửa ra, châm điếu thuốc trong tay, hít một hơi thật sâu. Trong ánh lửa mơ hồ có thể thấy hình xăm bông hoa sặc sỡ như rắn độc trên cánh tay trần của cô. Đống lửa lan dần, sương khói dày đặc toát ra từ miệng, bàn tay của cô khẽ run rẩy. Cảnh tượng này giống hệt như lúc trước. Nỗi đau đớn và tuyệt vọng ngay lúc này giống hệt 5 năm trước, khi cô vừa rời khỏi anh trai. Hôm đó cũng là một ngày trời mưa, họ chia tay nhau ở trạm xe buýt. Khoảnh khắc ấy, cô rất muốn gọi tài xế dừng xe, muốn dùng sức gõ lên cửa sổ để khiến anh trai chú ý, muốn nhảy xuống xe chạy về phía anh. Muốn xé rách tất cả những thứ ngăn cách giữa hai người. Cô đắm chìm trong ảo tưởng của mình đến mức hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, cảm động khóc hòa trong tưởng tượng của mình sự thật là cô vẫn ngồi im một chỗ lẳng lặng lướt qua người anh trai nhìn anh càng ngày càng rời xa mình càng ngày càng nhạt nhòa sau đó là con đường không có lối về chính cô đã chọn con đường này không có bất cứ đường lui tiếng bước chân vang lên trong bóng đêm theo tiếng động càng ngày càng rõ ràng một người dần dần xuất hiện đèn đường xung quanh bắt đầu sáng lên một người đàn ông râu quai nón bước đến từ nơi xa hắn ta còn xách một cặp văn kiện đeo tai nghe trên đầu dường như đang bước đi theo tiếng nhạc sau khi người nọ xuất hiện ánh mắt amelie hiện lên nét buồn bã tha thiết mong chờ hắn ta đừng đến gần nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác đây là nhiệm vụ của cô bởi vì cô là sát thủ mà người đàn ông bên dưới là thầy của cô trước kia đã từng là một sát thủ hàng đầu bây giờ đã sống một cuộc đời yên bình chính ông ấy đã dạy các kỹ xảo giết người cho amelie để cô có thể trưởng thành như bây giờ trước kia họ vừa là thầy vừa là bạn nhưng bây giờ amelie chậm rãi cúi đầu kề sát bán súng lạnh như băng nhìn về phía người đàn ông xuyên qua kính ngắm bắn thật ra thì với kỹ thuật của cô căn bản là không cần ngắm bắn song đây là lời từ biệt cuối cùng của cô dành cho người thầy này bằng viên đạn xoay tròn bắn ra khỏi nòng súng Găm vào trán người đàn ông một cách chính xác khiến máu văng tung tóe. Bởi vì có gắn ống giảm thanh nên tiếng súng rất nhỏ, không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Amelie lại nhìn thoáng qua người đàn ông đã ngã xuống đất thông qua thấu kính ngắm bắn, đôi môi khẽ run rẩy, sau đó móc di động ra khỏi túi, gọi một cú điện thoại. Tút, tút, tút. Sau 3 tiếng tút, bên kia nhấc máy, xong lại không có tiếng nói nào vang lên. Nhiệm vụ đã hoàn thành kíp sát mục tiêu quy đông cơ làm tốt lắm còn chưa chờ bên kia nói xong thì amelie đã nhanh chóng cúp điện thoại sau đó ông ido edkid đặt xuống đất bắt đầu tháo dỡ nó chưa đầy 2 phút sau khẩu súng bắn tỉa có cấu tạo phức tạp này đã bị tháo ra thành một đống linh kiện bỏ vào thùng đựng xeo lô làm xong việc này cô nhanh chóng đứng dậy đeo thùng xeo lô lên rồi nhanh nhẹn leo xuống từ mặt tường gồ ghề bên ngoài tháp đồng hồ thân hình của cô nhanh chóng hòa vào bóng tối sau khi nhiệm vụ này kết thúc amelie lại có kỳ nghỉ một tháng song cô rất mờ mịt cô không biết nên đi đâu cũng không biết tương lai mình sẽ thế nào sẽ bị người kế nghiệp bắn chết như thầy của cô chăng hoặc là phạm sai lầm trong quá trình làm nhiệm vụ rồi bị bắt hay là chết trong một xó xỉnh nào đó hình như suy nghĩ của mình về tương lai luôn gắn liền với cái chết Amelie không khỏi cười khổ. Bởi vì cô là sát thủ, đang đi trên đường, cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trực giác nhạy bén khiến cô cảm nhận được có kẻ đang nhìn lén mình. Cô lập tức bước đi nhanh hơn, bắt đầu chạy nhanh. Bằng. Tiếng súng vang lên. Amelie quyết đoán lộn nhào về phía trước. Phát súng này cực kỳ chuẩn, may mà Amelie phản ứng đủ nhanh né tránh điểm chí mạng, song cẳng chân của cô vẫn bị bắn trúng xuất hiện vết thương lớn bằng trứng ngỗng. Biết có sát thủ trong bóng tối, Amelie quyết đoán đặt thùng xeo lô ra đằng trước, sau đó núp ở phía sau. Cô có thể phán đoán vị trí của sát thủ thông qua hướng bắn của viên đạn, cho nên hành vi của cô nhất thời khiến sát thủ bị mất mục tiêu. Dằn co trong im lặng. Ngoài tiếng hạt mưa tí tách rơi trên mặt đất ra, xung quanh chỉ toàn là tĩnh mịch. Thời gian trôi qua, đèn đường bắt đầu tắt dần vì không có tiếng động. Amelie biết cơ hội của mình đã đến. Cô quyết đoán mở thùng xe lô ra, bắt đầu nhanh chóng lắp ráp súng bắn tỉa của mình. Bằng, tiếng súng lại vang lên, chẳng qua lần này không bắn về phía Amelie mà là cây cột dưới đèn đường. Tiếng viên đạn va chạm vào kim loại khiến đèn đường xung quanh đều bị đánh thức thêm lần nữa. Lần này, sát thủ trong bóng tối có thể thấy rõ Amelie đang lắp ráp súng bắn tỉa thông qua thấu kính ngắm bắn khóe miệng hắn ta hiện lên nụ cười dữ tợn, họng súng lập tức đổi hướng, nhắm về phía Amelie. Bằng! Bằng! Tiếng súng đồng thời vang lên, hai viên đạn va chạm vào nhau trong không trung, vụn kim loại vỡ văng tứ tung. Hửng, thấy vậy, sát thủ không khỏi kinh hãi. Đây là trùng hợp sao, sát thủ còn chưa kịp định thần thì bỗng nhớ lại rất nhiều câu chuyện ám sát truyền kỳ của cô gái được gọi là Vi Đông Cơ, này. Hắn ta lập tức nhắm ngay Amelie, đúng lúc đang định bóp cò súng thì một viên đạn nhanh chóng phóng to trong thấu kính ngắm bắn. Sau đó mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Một ngoài sáng, một trong tối, song Amelie vẫn có thể bắn chết cả sát thủ này một cách dễ dàng. Đây chính là kỹ thuật của cô, cũng là lý do khiến cô trở thành thần xạ thủ vi đông cơ không thể vượt qua trong giới sát thủ. Sau khi hạ gục sát thủ, vi đông cơ xé quần áo của mình ra nhanh chóng băng bó cẳng chân đang chảy máu sau đó đứng dậy cắn răng chạy về phía trước chạy được khoảng trăm mét amelie bỗng dừng bước bởi vì mất máu quá nhiều nên thể lực của cô bị giảm mạnh căn bản không thể chạy tiếp được nữa lúc này di động của cô reo lên amelie lấy di động ra khỏi túi áo vung tay ném nó vào cống thoát nước bởi vì cô biết lần ám sát này chắc chắn đã có kế hoạch từ trước mà kẻ biết tuyến đường ám sát và rút lui của cô chỉ có tổ chức amelie hít sâu một hơi đang định đi tiếp thì bỗng phát hiện một tòa nhà cách đó mười mấy mét lại có dấu hiệu phòng khám cô nhìn cẳng chân vẫn liên tục chảy máu tuy rằng sẽ có nguy cơ bại lộ song cô lại không thể để ý được nhiều như thế cô lập tức kéo lê cái chân bị thương đi đến phòng khám rầm 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 sau khi cô gõ cửa Cánh cửa được mở ra, xuất hiện trước mắt cô là một người đàn ông tóc quang màu lam, đeo kính cận. "Cô bị thương à?" Người đàn ông nhìn Amelie, vừa giật mình vì dung mạo tuyệt đẹp của cô, đồng thời còn chú ý thấy đùi phải của cô đang chảy máu. Amelie gật đầu, mệt mỏi tựa vào khung cửa. Thấy vậy, người đàn ông vội đỡ Amelie vào phòng, đồng thời đóng cửa lại. "Ý, vết thương của cô là do súng gây ra?" ánh mắt amelie càng ngày càng lạnh khi nhìn người đàn ông đang xử lý vết thương cô cô yên tâm đi tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu người đàn ông vội cam đoan sau đó vẻ mặt trở nên lo lắng nhưng chân của cô chắc cũng bị tàn phế rồi tôi biết sơ cứu vết thương cầm máu cho tôi sau đó tôi sẽ rời đi ngay sẽ đau lắm đấy cô có muốn chơi game không nói rồi Người đàn ông chỉ vào mũ thực tế ảo đặt trên bàn. "Không cần." Amelie lạnh lùng đáp. "Tôi cảm thấy cô vẫn nên chơi game một chút đi. Chân cô có một lỗ thủng to bằng trứng gà, cần bỏ thêm chút." "Tôi đã nói là không cần." Amelie lớn tiếng từ chối. "Cô là sát thủ nên vô cùng cảnh giác. Nếu chơi game vào ngay lúc này thì sự an toàn của bản thân không còn nằm trong tay cô nữa." Cô cũng không tin người đàn ông trước mắt mình cho nên cô từ chối lời đề nghị này sau nửa giờ băng bó sơ cứu cuối cùng người đàn ông cũng xử lý xong vết thương của amelie lúc này amelie đứng dậy chuẩn bị rời đi chân cô vừa được sơ cứu xong đừng dùng sức không thì vết thương sẽ lại rách ra amelie không trả lời mà xoay người đi đến cửa phòng bây giờ ở lại đây rất nguy hiểm súng bắn tỉa của cô cũng đang đặt ở bên ngoài nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này cô bước đến trước cửa đang định mở ra thì ngoài phòng bỗng có tiếng còi báo động vang lên sắc mặt amelie trầm xuống quay đầu nhìn thoáng qua nam bác sĩ sau đó nhanh chóng chạy vào phòng trong yên tâm tôi sẽ không nói gì đâu nam bác sĩ lại hứa hẹn sau khi amelie vào buồng trong nam bác sĩ vội bước đến trước cửa bấm nút dọn dẹp vệ sinh trên tường thế là người máy dọn dẹp bắt đầu khởi động nhanh chóng thanh lý sạch sẽ vết máu bên ngoài một lát sau tiếng gõ cửa vang lên nam bác sĩ giả vờ bình tĩnh mở cửa thực tế tim đang đập thình thịch cửa mở ra bên ngoài là một người đàn ông trung niên hơi phát phì vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc bác sĩ hai ơ vừa rồi cậu có nghe thấy tiếng súng không hoặc là cậu có thấy người lạ nào không gì cơ tiếng súng á đã xảy ra chuyện gì à hai ơ kinh ngạc hỏi được rồi không có gì đâu chúc cậu một buổi tối tốt lành, cảnh sát nói, nhưng không vào nhà lục soát. Bởi vì bây giờ ông ta còn mấy hộ gia đình chưa hỏi thăm. Hai ơ vội đóng cửa lại, sau đó quay về buồng trong, nhất thời phát hiện Amelie đang cầm dao găm trốn sau cửa. Họ đã đi rồi, hai ơ bất đắc dĩ. Trên thực tế anh ta cũng không biết tại sao mình lại quan tâm tới Amelie như thế. Nếu nhất định phải tìm ra một lý do thì có lẽ là vì cô quá xinh đẹp. Ừm, đây chính là tài năng thiên bẩm đã được thiết lập sẵn từ lúc mới sinh ra. "Cảm ơn." Amelie thở hắt ra một hơi, sau đó nói, "Đừng khách sáo. Tên tôi là Hai Ơ, tên cô là gì?" Hai Ơ nhếch miệng cười, giơ tay phải lên. Nhưng Amelie vẫn không để ý tới anh ta mà chỉ lê từng bước đến sofa bên ngoài rồi ngồi xuống, nhíu chặt mày. Hai Ơ lúng túng, vội đi theo cô, nhìn Amelie rồi lại nói, Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát đang khám xét. Tôi nghĩ tối nay cô phải nghỉ lại ở đây rồi. Amelie vẫn không đáp lời mà tiếp tục im lặng. Đau lắm à? Có cần chơi game không? Có một game online mới được phát hành, vừa vào game thì cô sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa đâu. Vẫn không trả lời. Đối mặt với Amelie cực kỳ lạnh lùng, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, hai ơ muốn làm thân với cô cũng cảm thấy uể oải đưa mũ thực tế ảo cho tôi lúc này amelie nói ok nghe thấy amelie nói vậy hai ơ không khỏi lộ ra nụ cười sau đó cầm lấy mũ thực tế ảo trên bàn đưa cho amelie tôi liên kết với máy tính cho cô nhé nhớ chọn game chinh chiến online đấy đó chính là trò chơi thực tế ảo được mong chờ nhất hiện giờ amelie không để ý tới lời nói của hai ơ lập tức đội mũ thực tế ảo lên giao diện lập tức xuất hiện trước mắt cô rất rõ ràng, bác sĩ Hai ơ là kẻ cuồng chơi game. Giao diện ảo xuất hiện đầy icon trò chơi, cùng với mấy phần mềm trò chơi đặc thù không thể nói rõ. Nhìn lướt qua đống icon, Amelie nhìn chằm chằm vào chinh chiến online. Thật ra thì chơi trò chơi nào cũng không quan trọng, nhưng nếu Hai ơ đã đề cử mãnh liệt như thế thì cứ thử xem sao. Vì thế, cô bấm vào icon chinh chiến online. Có thể nói hoàn toàn nhờ một lần trùng hợp mà thần xạ thủ Vi Đông Cơ đã bước lên con đường trở thành thần săn bắn trong tương lai. Sau khi chính thức đăng nhập vào game, trước mắt Amelie hiện lên xe trò chơi. Từ trên không trung nhìn xuống, bên dưới chỉ có cảnh tượng hoang tàn, khắp nơi toàn là kiến trúc đổ nát cùng với địa hình gồ ghề. Hình ảnh di chuyển, từng con cự thú dữ tợn đang chạy như điên trên mặt đất, dung nham sôi trào, cơn gió đen ngòm gào thét như đang gương nanh múa vuốt với mình vô số sinh vật đang tàn sát, tranh giành lẫn nhau. Từng cảnh tượng hiện lên trên màn hình khiến quy đông cơ nảy sinh ảo giác tận thế đã đến. Lúc này, dòng chữ hiện lên. Nơi đây không có hòa bình, chỉ có giết chóc khôn cùng. Kẻ mạnh mới có thể sống sót. D.E.R.U.H.H. một tiếng gầm khổng lồ vang lên đánh tan dòng chữ trước mắt. Trong hình ảnh, mặt đất bỗng rạn nứt, một cánh tay được tạo ra từ dung nham và nham thạch bỗng đập về phía màn hình cảnh tượng quá chân thật cứ như thể cánh tay này đang muốn đập lên người mình khiến vi đông cơ đổ mồ hôi lạnh hình ảnh lại thay đổi bây giờ vi đông cơ phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc chiến hạm tinh tế trong lúc vi đông cơ đang quan sát xung quanh thì trên bệ điều khiển chính hiện lên màn hình ảo một cô gái tóc vàng xuất hiện quan chỉ huy các hạ bên dưới chính là hành tinh địa ngục quê hương ngày xưa của chúng ta những cuộc chiến tranh hạt nhân lúc trước đã phá hủy nó nhưng bây giờ chúng ta đã nắm giữ kỹ thuật mới để cải tạo quê hương này. Đã đến lúc phải trở về rồi, chúng ta cần thiết giành lại nó từ tay bọn quái vật. Tôi nên làm thế nào? Vi Đông Cơ chạm vào bệ điều khiển, cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo trơn bóng như kim loại khiến lòng cô tràn đầy tò mò. Hơn nữa cô còn kinh ngạc phát hiện, đùi phải đã mất tri giác của mình lại khôi phục cảm giác trong trò chơi. Tất cả mọi thứ đều khiến cô cảm thấy quá khó tin tôi đã chuẩn bị ba bộ cơ giáp tác chiến, xin ngài hãy lựa chọn, theo lời nói của AI thực tế ảo vừa dứt, tấm đỡ dưới chân Amelie dâng lên, đưa cô vào cabin cơ giáp trong chiến hạm. Đoạt, ba chiếc cơ giáp với màu sắc khác nhau chậm rãi dâng lên từ mặt đất. Tiếp đó, bản giới thiệu cơ giáp cũng xuất hiện. Cơ giáp kiếm quang, độ khó một sao, giới thiệu về cơ giáp, cơ giáp cận chiến với vũ khí chính là kiếm quang, phối hợp với đoạn đao laser và súng năng lượng đường kính nhỏ đặc điểm của cơ giáp, cận chiến, tính cơ động đạt đến cực cao khuyên hướng nâng cấp của cơ giáp, cường độ bảo vệ cơ giáp, cường độ kiếm quan, cơ giáp sung năng, độ khó 3 sao, giới thiệu về cơ giáp, cơ giáp chiến đấu có thể sử dụng các loại vũ khí sung năng tấn công tầm xa một cách linh hoạt. Trong khoang cơ giáp có thiết lập kho đạn sung năng và kho trang bị đặc điểm của cơ giáp, tấn công tầm ngắn, trung, xa, tính cơ động tùy thuộc, vũ khí đa dạng khuynh hướng nâng cấp của cơ giáp, nâng cấp kho đạn, nâng cấp vũ khí, nâng cấp kho đạn sung năng có thể tăng độ sát thương và số lượng của đạn dược được đặt bên trong, cơ giáp phụ trợ, độ khó một sao, giới thiệu về cơ giáp, cơ giáp thuộc loại phụ trợ chiến đấu, có thể chế tạo ra những đạo cụ phụ trợ trong chiến đấu như quả cầu sửa chữa. Cơ giáp nanomet và từ trường khống chế, từ trường trọng lực, từ trường bài xích, từ trường sửa chữa cơ giáp trang bị kiếm quan và súng năng lượng đường kính nhỏ đặc điểm của cơ giáp phát triển toàn diện có thể vừa cận chiến vừa viễn trình chủ yếu phát triển theo kiểu phụ trợ chiến đấu khuynh hướng nâng cấp của cơ giáp cường độ của cơ giáp xưởng chế tạo bên người quan chỉ huy xin hãy chọn cơ giáp của cô giọng nói của ai chiến hạm vang lên amelie tò mò quan sát ba bộ cơ giáp trước mặt liếc nhìn liên tục ngay sau đó tầm mắt của cô tập trung trên một thanh vũ khí đằng sau lưng cơ giáp sung năng. Thân súng với những hoa văn màu bạc phát ra ánh sáng kim loại lóa mắt, thấu kính ngắm bắn hình thoi không ngừng qua lại theo tầm ngắm, trên nòng súng còn có đường viền màu đen xoáy sâu đang xen. Khí tức lạnh lẽo sát phạt ập vào mặt. Amelie đã thích phải món vũ khí tràn đầy sắc thái khoa học viễn tưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo Amelie nhìn chầm chầm, cơ giáp sung năng bắt đầu xoay tròn để cô có thể quan sát rõ ràng hơn chính là nó lúc này amelie đưa ra quyết định ngài chắc chứ thưa quan chỉ huy các hạ sau khi lựa chọn sẽ không thể thay đổi chắc chắn sau khi amelie đưa ra quyết định hai chiếc cơ giáp khác tự động lùi về trong kho cơ giáp cơ giáp sung năng đưa lên cao xung quanh chỗ đứng bắt đầu tách rời từng cánh tay máy móc thò ra tháo dỡ cơ giáp quan chỉ huy các hạ xin hãy đứng ở chính giữa khu vực vận chuyển tôi sắp mặc cơ giáp cho ngài sau khi amelie đứng vào vị trí cánh tay máy móc xung quanh bắt đầu vận chuyển lắp ráp trang phục cơ giáp lên người cô trước mặt cô cũng hiện lên một giao diện mới xin hãy bắt đầu chọn cách cải tạo cơ giáp ban đầu bởi vì bạn đã chọn cơ giáp sung năng thuộc loại dps tầm xa nên lực sát thương ở giai đoạn trước đã đầy đủ đề cử bạn hãy chọn theo hướng tự bảo vệ có thể ưu tiên cường hóa chủ yếu tính năng cơ động và cường độ cơ giáp, đến giai đoạn sau lại đổi thành vũ khí và kho đạn. Nhìn độ cường hóa 50 điểm linh quặng trên màn hình cùng với lựa chọn cường hóa bên dưới, Amelie không khỏi trầm tư. Cô chưa bao giờ chơi game, cũng không biết phải chơi game như thế nào. Nhưng trong hiện thực cô là tay súng bắn tỉa nên theo cô thấy, cường hóa bản thân mình là không cần thiết. Vì thế ánh mắt cô lướt qua mấy phương thức cường hóa được đề cử như cường hóa nguồn động lực, cường hóa cơ giác vân vân. Mà tập trung ở lựa chọn cường hóa vũ khí. Cô bấm vào, giao diện lóe lên, xuất hiện cường hóa cụ thể. Kẻ ăn giấc mộng, súng bắn tỉa loại trưởng thành level 1, giới thiệu về vũ khí, sản phẩm khoa học kỹ thuật của tinh không tộc, là vũ khí tầm xa có thể thôn vệ linh quặng để tiến hóa tầm sát thương ban đầu là 3800, âm, độ dài của súng 1180mm, trọng lượng 8kg, nòng súng 628mm, được lắp ráp thấu kính ngắm bắn hình thoi tinh không, có thể nhìn trong bóng tối, quỹ đạo RRS, dung lượng đạn 10 đặc tính ban đầu của vũ khí, cường hóa năng lượng nhiệt của đạn, tăng 10% sát thương, vũ khí trưởng thành, xuất sắc, sát thủ ảo tưởng, súng tiểu liên kiểu trưởng thành level 1, tuyệt cảnh, súng lục kiểu trưởng thành level 1 tổng cộng là giao diện của ba món vũ khí hiện lên. Amelie suy nghĩ, vươn tay chạm vào nút cường hóa đằng sau súng bắn tỉa kẻ ăn giấc mộng. Ánh sáng lấp lánh, kẻ ăn giấc mộng lên tới level 2, thân súng trở nên lộng lẫy hơn. Thấy sự thay đổi của vũ khí, Amelie lập tức nóng lòng muốn thử, lại bấm vào cường hóa thêm lần nữa. Thưa quan chỉ huy các hạ, ngài chắc rằng muốn nâng cấp vũ khí thêm lần nữa chứ. Hành tinh địa ngục đầy rẫy nguy cơ, trong trạng thái ban đầu. Amelie bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của AI, lại bấm vào cường hóa. Giờ phút này, trong mắt cô chỉ còn lại kẻ ăn giấc mộng khiến cô si mê. Sau khi liên tục cường hóa, kẻ ăn giấc mộng đã đạt tới level 5. Hệ thống bắt đầu nhắc nhở điểm linh quặng không đủ, không thể cường hóa vũ khí, lúc này kẻ ăn giấc mộng đã hoàn toàn lột xác, thân súng lóe ra ánh sáng lạnh, như một con rắn độc đang thè lưỡi, khiến đôi mắt Amelie sáng ngời cùng lúc đó giọng nói của ai lại vang lên thưa quan chỉ huy các hạ cơ giáp của ngài đã được mặc xong đã phân phối cường hóa ban đầu xong chuẩn bị tiến vào chiến trường chúc ngài thuận buồn xuôi gió lúc này cửa khoang tàu chiến mở ra cảm giác không trọng lực truyền tới amelie chợt rơi xuống cô nhanh chóng xuyên qua mây mù rơi xuống với tốc độ nhanh hơn nữa ngay tại lúc cô sắp chạm tới mặt đất thì máy giảm tốc chợt hoạt động ngọn lửa phun ra khiến tốc độ rơi xuống được giảm thiểu sau khi amelie hạ cánh an toàn máy giảm tốc lập tức rơi xuống phế tích cốc lam địa danh hiện lên sau đó lại biến mất nhiệm vụ chính tuyến sự trỗi dậy của vùng đất hoang tàn miêu tả nhiệm vụ giải quyết tất cả chủng tộc đang có trong phế tích cốc lam dùng khu vực này để phát triển căn cứ địa đầu tiên nhắc nhở về nhiệm vụ trước khi chiếm lĩnh khu vực phế tích cốc lam sau khi tử vong sẽ được hồi sinh ở những địa điểm ngẫu nhiên trong khu vực, nhiệm vụ khiêu chiến mở server, thợ săn chí mạng, miêu tả về nhiệm vụ, trong lúc diễn ra nhiệm vụ, săn giết tất cả quái vật trong phế tích cốc lam đều có thể nhận phần thưởng điểm săn bắn. Một nghìn người có số điểm săn bắn đứng đầu server sẽ trở thành người thắng trong nhiệm vụ khiêu chiến lần này nhắc nhở về nhiệm vụ, điểm săn bắn được quy định theo độ mạnh yếu của quái vật phần thưởng nhiệm vụ hạng nhất, được nhận danh hiệu thợ săn chí mạng phần thưởng 600 hồn tệ, 100 điểm linh quạng cường hóa hạng 2, 10, được nhận phần thưởng 500 hồn tệ, 50 điểm linh quạng hạng 11, 100, được nhận phần thưởng 200 hồn tệ, 20 điểm linh quạng hạng 101, 1000, được nhận phần thưởng 100 hồn tệ thời. Gian còn lại của nhiệm vụ, 9 ngày 3 giờ 29 phút bên cạnh nhiệm vụ khiêu chiến còn là bản xếp hạng điểm săn bắn của người chơi được cập nhật đầy đủ thấy bản nhắc nhở nhiệm vụ, Amelie bỗng ý thức được rằng trò chơi này lại chỉ mới mở server chưa đầy một ngày. Nhưng điều đó không quan trọng. Trò chơi với độ chân thật này đã thu hút được Amelie. Cô bước tới trước một bước theo phản xạ. Tuy rằng mặt trang phục cơ giáp, song lại không hề ảnh hưởng tới hoạt động, cứ như thể nó là một phần của cơ thể vậy. Ngay tại lúc cô đang chuẩn bị thử nghiệm một lần thì có tiếng động ở cách đó không xa gợi ra sự chú ý của cô. Lúc này cô đang đứng trên một sườn núi nhỏ, tiếng động đó truyền tới từ bên dưới. Cô lập tức tiến lên mấy bước, phát hiện bên dưới sườn núi, một người chơi mặt cơ giáp màu đen đang chạy như điên. Sau lưng hắn ta là hơn 10 sinh vật hình thể như sói đang đuổi theo. Người chơi mặt cơ giáp màu đen cầm kiếm quang, có vẻ rất là khốn cùng khi bị bầy sói ác đuổi giết. Thỉnh thoảng hắn ta sẽ quay lại vung kiếm chém, có điều bầy sói quá hung ác nên chỉ cần hắn ta dừng lại là sẽ ùa lên. Amelie tò mò quan sát một lúc, sau đó nóng lòng muốn thử rút kẻ ăn giấc mộng từ sau lưng ra. Bàn tay cô vừa chạm vào thân súng, một tia sáng chợt lóe lên theo hoa văn từ chỗ bán súng. Thấu kính ngắm bắn hình thoi tự động nảy lên. Ngầu, Amelie cực kỳ hài lòng với khẩu súng bắn tỉa này. Cô lập tức nhắm ngay phía bầy sói ác bên dưới. Hình ảnh trong thấu kính ngắm bắn bắt đầu tự động điều chỉnh theo con ngươi của cô, đúng như trong giới thiệu đã nói bầy sói ở nơi xa lập tức được phóng to lên. Bằng, viên đạn bắn ra từ nòng súng, song Amelie lại chỉ cảm nhận được sức giật cực nhỏ. Nơi xa, một lỗ máu bỗng xuất hiện trên trán của một con sói đang đuổi theo người chơi. Nó lập tức cục ngã xuống đất, sau đó lại lăn mấy vòng về phía trước theo quán tính. Thấy cảnh này, khóe miệng Amelie cong lên, tách chân ra, kề sát mặt vào họng súng, sau đó lại bắn đầu ngắm bắn. Bằng. Bằng một phát một mạng, ban đầu Amelie đã dùng hết điểm vào việc nâng cấp súng bắn tỉa, lúc này đã bày ra lực sát thương khủng bố của nó. Cảm giác săn bắn đã đánh thức khát vọng giết chóc trong tâm hồn Amelie, khiến cô phải say mê, bắt đầu chuyên tâm vào trạng thái bắn tỉa. Đến cuối cùng, hơn 10 con sói đói đều bị hạ gục, không có một phát bắn chệt. Cho dù người chơi bị đuổi giết kia cũng phải hoảng sợ. Hắn ta nhìn lướt qua những con sói làm la liệt trên mặt đất, Kinh hải phát hiện trên trán chúng đều xuất hiện vết đạn đổ máu. Trời má, đùa hay thật vậy. Chuẩn không cần chỉnh luôn, có một điều càng khiến người chơi này phải giật mình là ngoài độ chính xác cao đến đáng sợ ra thì lực sát thương thật khủng bố. Mới mở server chưa đầy một ngày, cho dù những người chơi phải đối mặt một mình với một con sói ác thì cũng phải mất rất nhiều công sức. Trên diễn đàn, vũ khí kẻ ăn giấc mộng có lực sát thương cao nhất còn chưa từng có kỷ lục một phát hét sót. Lúc này, người chơi kia ngước mắt nhìn lên sườn núi thì lại thấy Amelie đang đeo súng bắn tỉa lên lưng, sau đó xoay người rời đi. Gặp phải người chơi cao cấp rồi. Trong sự mong đợi của những người chơi server Mỹ, chinh chiến online chính thức được phát hành. Mức độ nổi tiếng của trò chơi này không thể nghi ngờ là vượt thời đại. Trong tình trạng xác nhập cả ba server, mới mở chưa đầy một ngày đã có 23 triệu người chơi đăng ký. Chẳng qua sinh tồn ở server địa ngục chắc chắn là vô cùng khó khăn. Trong giai đoạn hiện giờ, trên cơ bản không có ai trong số người chơi có thể sinh tồn được hơn 10 giờ, thậm chí rất nhiều người chơi mới mở màn đã bị quái vật hoang dại kích sát. Nhưng điều này chẳng những không khiến những người chơi ở server địa ngục cảm thấy ủ rũ mà ngược lại còn phấn khởi bàn luận đủ loại kỹ xảo sinh tồn, có thể nói là vừa đau vừa phê. Bởi vì trò chơi chinh chiến online không khiến họ thất vọng mà đúng như những gì đã giới thiệu lúc trước, độ chân thật có một không hai so với tất cả trò chơi hiện giờ, trải nghiệm chân thật kèm theo đó cũng khiến vô số người chơi đều say mê. Hơn nữa hình thức cơ giáp trưởng thành cũng khiến người chơi server Mỹ rất nhập tâm. Chung quy rất nhiều người chơi đã bị độc hại bởi vô số IP đề tài khoa học viễn tưởng, trong lòng đều có giấc mơ trở thành chiến sĩ cơ giáp, được điều khiển cơ giáp. Mà trên diễn đàn cũng đã bắt đầu tranh luận không ngớt về việc cơ giáp trưởng thành của server Mỹ mạnh hơn hay là thân xác trưởng thành của server Trung Hoa server châu Âu mạnh hơn. Những người chơi cao cấp đều phát biểu bài phân tích của mình, bắt đầu đánh mặt lẫn nhau. Chẳng qua gần đây có một bài viết đăng kèm video lại khiến cả diễn đàn chấn động. Cho dù là người chơi server trong nước cũng phải kinh hãi vì kỹ thuật này. Tuyệt vọng. Cầu cứu. Chọc phải người không nên chọc rồi đây có coi là hack không vậy? Nhà phát hành kiểm tra lại đi. Người đăng, Skiwanker nội dung, nói thật, lý do của sự việc là lỗi của tôi, bởi vì gặp phải một con quái tinh anh, chúng tôi ỷ vào đông người nên cướp quái, kết quả thật thảm, bị sát thần theo dõi. Cô ta thật sự là như auto hack vậy, sao nghe bảo trò chơi này không có hack mà? Mới mở server được bao lâu mà đã có hack hết sót rồi, video đính kèm, trong video, một tiểu đội bảy người đang bước đi trong thành thị hoang tàn, dường như đang tìm kiếm con mồi. Lúc này, tiếng súng giòn giả vang lên. Đội trưởng đi đầu ngửa người ra sau, ngã thật mạnh xuống đất. Trên đầu cơ giáp của hắn ta lại xuất hiện một lỗ súng. Thành viên bác cơ của tiểu đội đã bị người chơi Amelie kích sát. Hết sót. Lời nhắc nhở này thật sự khiến mọi người hoảng sợ. Phải biết rằng cho dù cơ giáp bị phá hư, nhưng chỉ cần người bên trong còn chưa chết thì người chơi vẫn còn một cái mạng. Thế mà bây giờ lại trực tiếp vang lên nhắc nhở tử vong, đồng nghĩa với việc phát súng này còn bắn trúng cả đội trưởng bên trong cơ giáp, hơn nữa còn là headshot. Lúc này, tiếng xé gió sắc bén lại vang lên, lại một thành viên gục ngã xuống đất. Thành viên Luke của tiểu đội bị người chơi Amelie kích sát. Headshot. Lại là một phát súng vừa bắn thủng cơ giáp vừa hạ gục người chơi bên trong. Khả năng ngắm bắn đáng sợ này thật sự khiến mấy người còn lại đều hoảng sợ. Họ vội nấp vào công sự ở gần đó. Dắt, Harry, chuẩn bị ngắm bắn kẻ đánh lén, hướng 2 giờ. Crip, Robert bớt ra ngoài với tôi để thu hút sự chú ý. Người này vừa dứt lời thì hai người chơi viễn trình trong đội ngũ cũng lấy kẻ ăn giấc mộng ra, bắt đầu nhắm ngay hướng 2 giờ. Nghe lệnh của tôi. 3, 2, 1, xông lên, lúc này, Người kia cùng hai thành viên cận chiến khác đồng thời xông ra ngoài công sự, chạy như điên về phía Amelie đang nấp Phật, thành viên Chris của tiểu đội bị người chơi Amelie kích sát Headshot Sau khi chiến sĩ này chết đi, hai tay súng bắn tỉa khác trong đội ngũ lập tức nhắm ngay Amelie trên tòa nhà cao tầng, đồng thời bóp cò súng Lúc này, Amelie cúi người, biến mất sau công sự, tránh thoát hai phát đạn này nhưng Jack và Harry không dám phân tâm mà vẫn nhìn chầm chầm tường công sự nơi Amelie đang nấp, chờ cô thò đầu ra. Có thể nói, ba phát súng hết sót của Amelie đã khiến họ triệt để sợ hãi. Hơn nữa hiện giờ các chiến sĩ đang dần tiếp cận mục tiêu, cho nên dằn co lại là chuyện tốt đối với họ. Trong lúc chờ đợi, Amelie bỗng xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng trốn về sau công sự. Tằng, thành viên dắt của tiểu đội bị người chơi Amelie kích sát. Hết sót, một phát headshot này khiến tay súng bắn tỉa Harry ngây người. Trời đất. Cô ta dùng hack. Chắc chắn là dùng hack. Vừa rồi cô ta mới thò đầu ra, tôi còn đang định ngắm bắn thì cô ta đã nổ súng rồi. Cô ta không cầm ngắm bắn hay sao? Tôi phải report cô ta, tiếng rít gào của Harry vang lên trong kênh giọng nói của tiểu đội. Mấy chiến sĩ đi đằng trước nghe vậy, trái tim cũng trùng xuống không cần ngắm bắn là có thể một phát hết sót mục tiêu ở ngoài cự ly 400 mét, dường như không còn lời giải thích hợp lý nào ngoài auto hack. Mé, nghĩ cách xử lý cô ta trước rồi lại lên diễn đàn report, lúc này, hai chiến sĩ đã tiếp cận tòa nhà đổ nát kia, bắt đầu dùng kiếm quang và đoạn đao để trèo lên tường từng chút một. Bên dưới, Harry vẫn nhìn chầm chầm nơi Amelie đang ẩn náu, trong lòng vô cùng hồi hộp. Phe mình có 7 người, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đã chết mất 4, khả năng bắn tỉa khủng bố bậc này khiến hắn ta sợ hãi. Lúc này, họng súng mà Amelie đặt trên tầng cao bắt đầu di động. Harry lập tức đặt tay lên cò súng thật nhanh, chỉ cần Amelie có bất cứ dấu hiệu thò đầu ra là sẽ chuẩn bị bắn trúng cô. Bằng, tiếng súng bỗng vang lên. Cơ giáp của thành viên Harry trong tiểu đội đã bị phá hỏng, sắp bị đẩy ra khoang cơ giáp. Tôi nhất định phải report cô ta. Cô ta chơi hách, Harry tuyệt vọng khi bị đẩy ra khỏi cơ giáp. Mục tiêu căn bản không cần thò đầu mà cũng có thể bắn trúng hắn ta. Tuy rằng hắn ta cũng chưa hề đổi vị trí, nhưng hắn ta không tài nào tin rằng Amelie không cần ngắm bắn, chỉ dựa vào cảm giác mà lại có thể nhắm trúng hắn ta. Lúc này Harry bỗng phát hiện Amelie lại xuất hiện, đồng thời cũng giơ kẻ ăn giấc mộng lên. Hắn ta thấy họng súng của Amelie đang di chuyển theo tốc độ rơi xuống của thân thể hắn ta. Bằng, thành viên Harry của tiểu đội đã bị người chơi Amelie kích sát. Hết sót. Giây phút bị hết sót, Harry mở to mắt, có vẻ không dám tin vào mắt mình. Rõ ràng mình vẫn còn đang trong trạng thái rơi xuống, thế mà vẫn bị hết sót một cách chính xác. Đây là thần tiên nơi nào vậy, lúc này, đã có 5 người trong tiểu đội tử vong. Hai chiến sĩ cơ giáp kiếm quang cũng đã trèo gần tới mái nhà. Amelie tiến lên trước một bước, nhìn hai chiến sĩ cách cô chưa đầy 2 mét, di chuyển họng súng, bóp cò, rút súng về, một loạt động tác lưu loát gọn ghẽ. Bằng, chiến sĩ bên cạnh Skiwanker rơi xuống, vẫn là một phát hết sót chí mạng, trực tiếp đi đời nhà ma. Lúc này Skiwanker đã tiếp cận Amelie. Hắn ta mượn lực từ tay phải cầm kiếm quang để nhảy vọt lên, tay trái cầm đoạn đao chém về phía Amelie. Tuy rằng Amelie có khả năng kích sát tầm xa khủng bố, song bây giờ cô đã bị tiếp cận. Trên phương diện cận chiến, cơ giáp kiếm quan mới là chúa tể. Nhưng điều khiến hắn ta không thể tưởng tượng được là Amelie bỗng tiến lên trước một bước nhảy xuống lầu. Lướt qua sát bên cạnh đoạn đao, sau đó hình ảnh tối dần. Nhưng những người chơi xem video lại thấy rất rõ, sau khi nhảy xuống, Amelie điều chỉnh tư thế trong không trung, giơ súng nhắm về phía hắn ta với tư thế quay lưng, một phát hét sót, đoạn video này khiến cả diễn đàn chấn động. Dường như không còn lời nào để giải thích cho thao tác thần tiên này ngoài auto hát ra. Diễn đàn, xin cậu bé bút chì, trời đất. Đoạn trước đã đành, đoạn sau một phát súng thò đầu bắn trong chớp mắt, một phát súng kích sát bằng trực giác, cô ta là auto hát à. Khiếp sợ. Cậu bé dưa hấu, người chơi dưới cống thoát nước sợ vải trưởng. Lại có một vị người chơi đỉnh cấp xuất hiện sao, tuyết lê mạnh nhất, Tuy rằng biết bả không phải là hắc, nhưng tôi vẫn muốn nói mong nhà phát hành cho bả bay màu đi, đáng sợ quá, lợn rừng pet trung lập cập. Kỹ thuật này chính là người và súng kết hợp thành một thể trong truyền thuyết đó sao, tịch mịch vô địch, cho dù đã gặp rất nhiều người chơi cao cấp, nhưng tôi vẫn phải kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được trong hiện thực cô ấy còn đáng sợ cỡ nào, tính điều của sát thủ. Tôi đoán chắc trong hiện thực cô ấy không phải là tay súng bắn tỉa hàng đầu của quân đội thì cũng là sát thủ hàng đầu của tổ chức ngầm. Không thì thật sự không thể tưởng tượng ra cô ấy đã luyện kỹ thuật này ở đâu. Kiếp sợ, chiến binh Gunley, Âu sợ vải trưởng, đây mới là trùng thực sự áp dụng năng lực trong hiện thực vào game nhỉ. Tà vương giật mình. Jpg vũ trụ tinh thần, Âu đã report video này, chờ nhà phát hành đưa ra câu trả lời. Nếu không phải auto hack thì tôi nghĩ cô ấy sắp tức cánh rồi rây nhát. Ô không phải auto hack đâu, vì động cơ update đã xuất hiện rồi. Trung lẫy 7 Cô ta thuộc loại biến thái trong biến thái đấy, tin tôi đi, đừng chọc cô ta, hoàng tử bạch mã 123, địa ngục đáng sợ, tôi mới đi xem bản khiêu chiến săn bắn, hình như cô ta chính là người đứng hạng nhất thì phải. Kèm hình, bản xếp hạng khiêu chiến săn bắn mở server, còn dư 6 ngày 12 giờ 45 phút, hạng nhất, Amelie, cơ giáp sung năng, điểm săn bắn, 3932 hạng nhì, Rui, cơ giáp sung năng, điểm săn bắn, 1321 hạng ba, Evan, cơ giáp kiếm quang, điểm săn bắn, 1289 hạng bốn, Cây, cơ giáp kiếm quang, điểm săn bắn, 1276. Ông Hằng Nga nướng thỏ ngọc, trời má, điểm cao hơn hạng nhì gấp 3 lần luôn, auto hack, vô địch, xin cậu bé bút chì cuối cùng chúng ta không còn cô đơn nữa, đã xuất hiện một ông trùng có thể địch lại đám chơi hách ở server chúng ta rồi. Đương nhiên loại trừ đại ma vương hồ hạch ra, ổng mới là thật sự không có cách giải quyết. Cười ha ha, dịp thần đẹp trai nhất, trung lẫy bẫy. May mà tôi là cận chiến, nếu chơi viễn trình với bả thì sợ là tôi có tùy duyên cũng chơi không lại. Ánh mắt nhỏ yếu, võ sĩ tuyệt địa, một phát súng một cái mạng, không trượt phát nào, đại thần cấp sử thi xuất hiện, chờ các ông trùng bà trùng thần tiên đánh nhau trên sân thi đấu cá nhân, di địa ngục tôi muốn biết, cho dù cô ta có bậc hách hết sót thì sát thương không thể nào cao đến mức đó được, trừ phi cô ta dùng tất cả tài nguyên để nâng cấp kẻ ăn giấc mộng. Sứ đồ kinh thánh, địa ngục, trả lời di sợ là sự thật đúng như suy đoán của ông thôi. Nếu tôi cũng có kỹ thuật này thì chắc chắn sẽ dốc hết sức nâng cấp vũ khí, sau đó đi đánh quái vượt level. Giờ khắc này, thao tác của Amelie đã áp đảo toàn trường. Bất kể là người chơi ở server Trung Hoa hay châu Âu, địa ngục đều bị khiếp sợ. Ngay cả đám người ngạo kiếm cũng phải lâm vào trầm tư sau khi xem video này. Tên tuổi của Amelie đã vang vọng khắp ba server chỉ sau khi server địa ngục mới được mở ra 3 ngày, được tất cả người chơi nhớ kỹ. Khủng bố. Bắn tỉa không thể trốn thoát. Kẻ cuồng hét xót, Sứ giả của cái chết, đủ loại xưng hô xuất hiện mà những xưng hô này không thể nghi ngờ đều chứng minh cho khả năng bắn tỉa phi nhân loại của amelie trong sự mong chờ của những người chơi cuối cùng nhà phát hành cũng tuyên bố giải thích chỉ với mấy câu ít ỏi song những người chơi đều tin tưởng bởi vì danh dự của nhà phát hành chinh chiến online còn đặt ở đó thông báo của nhà phát hành chinh chiến online đã nhận được report và phản hồi của những người chơi Hiện giờ chúng tôi chính thức thanh minh người chơi Amelie của server Địa Ngục chưa từng dùng auto hack, khả năng bắn tỉa mà cô ấy bày ra đều là năng lực cá nhân. Đồng thời chúng tôi xin nhắc lại thêm lần nữa, trò chơi này không bao giờ tồn tại auto hack hay bất cứ phần mềm phụ trợ khác, có thể nói thông báo của nhà phát hành lại khiến những người chơi chấn động. Lần này, auto hack hình người Amelie lại được những người chơi đưa lên vị trí thần xạ thủ tối cao. Đại vực Địa Ngục, phế tích cốc Lam, vùng đất đã từng sinh ra Lam Cốc tộc có nền văn minh phát đạt này đã sớm không còn sự huy hoàng của ngày xưa. Trong thành phố hiện đại hóa rộng lớn, phần lớn kiến trúc đã bị dây leo và rêu xanh hoang dại bao trùm. Những con giả thú khát máu hoành hành trên đường phố, thật sự cho người ta cảm giác của một vùng đất hoang tàn trong điện ảnh khoa học viễn tưởng. Trong đại vực địa ngục này, sự cường đại của một chủng tộc mãi mãi chỉ là tạm thời. Không ai có thể cam đoan chủng tộc của họ có thể vẫn đứng sừng sững trong hoàn cảnh ác liệt thế này. Cho nên điều mà chúng muốn làm là tàn sát và cướp đoạt, vừa lớn mạnh bản thân vừa nhổ tận gốc tất cả các thế lực có khả năng đe dọa đến mình. Đây chính là quan niệm của địa ngục. Hoàn cảnh sinh tồn ở đây khắc nghiệt hơn tất cả các đại vực khác nên vũ lực mới là chân lý, đồng thời cũng là quyền phát ngôn đối với bên ngoài. Lúc này, trên tầng cao nhất của một tòa nhà bỏ hoang, kẻ ăn giấc mộng màu bạc lóe lên tia sáng trợn người trong ánh sáng nhá nhem. Tốc độ gió 12 mét trên dây từ đông sang tây, ảnh hưởng một nửa tới tính ổn định trong lúc viên đạn phi hành, góc độ lệch sang chính diện. Sau khi điều chỉnh góc độ, xuyên qua thấu kính ngắm bắn, tầm mắt Amelie lập tức đạt tới hơn 1.500 mét. Trong mắt cô, một con tinh tinh lưng bạc mặc áo giáp sức mẻ đang cắn xé con mồi. Cách ăn uống của nó vô cùng kinh dị, giọt máu văng tung tóe ngân bối ma viên quỷ đốc sơ cấp tin tức của quái vật sinh vật biến dị được sinh ra nhờ ảnh hưởng ngoài ý muốn của năng lượng phóng xạ mà lam cốc tộc để lại tế bào trong cơ thể luôn xảy ra thay đổi trong quá trình tái tạo liên tục cải biến hệ gen của ngân bối ma viên đồng thời còn cho nó thân thể có lực phòng ngự và lực lượng rất mạnh trạng thái của quái vật sắp trưởng thành thân thể luôn được cường hóa mỗi phút mỗi giây dẫn đến hậu quả là cần một lượng thức ăn lớn để bổ sung tiêu hao năng lượng cho cơ thể. Bằng, tiếng súng vang lên, viên đạn xoay tròn bay ra khỏi nòng súng, dưới sự ảnh hưởng của tốc độ gió và trọng lực, nó bay theo quỹ đạo hình vòng cung nhắm ngay đầu của ngân bối ma viên. Phật, phát súng này trúng ngay trán ngân bối ma viên một cách cực kỳ chính xác, khiến nó lão đảo lùi lại, suýt nữa thì ngã ngửa xuống đất. Bị đánh lén, ngân bối ma viên lập tức phẫn nộ gầm lên, xoay người lại liếc nhìn xung quanh bằng ánh mắt dữ tợn lần đầu gặp sinh vật cấp quỷ đốc rõ ràng là amelie đã rất khiếp sợ vì lực phòng ngự cực mạnh của nó đến tận bây giờ sinh vật này chính là loài có lực phòng ngự mạnh nhất trong số tất cả các sinh vật mà cô đã gặp không ngờ đã bị bắn trúng điểm chí mạng là phần đầu mà vẫn không hề hấn gì song vẻ mặt của amelie vẫn không hề thay đổi kinh nghiệm mai phục và ám sát quanh năm khiến tính cách của cô vô cùng điềm tĩnh sau khi hơi điều chỉnh họng súng amelie lại bắn ra một phát đạn bằng phát súng này vẫn bắn trúng vết thương trên trán của ngân bối ma viên một cách cực kỳ chuẩn xác khiến vết thương đó lập tức lõm vào xé rách làn da máu chảy ra từ vết thương điều này đã hoàn toàn chọc giận ngân bối ma viên nó phẫn nộ đấm ngực không ngừng đưa mắt nhìn khắp nơi để tìm kiếm kẻ đã đánh lén nó ngay tại lúc Amelie bắn ra phát súng thứ ba thì ngân bối ma viên chợt quay đầu nhìn về phía nơi cô đang nấp ở cách đó 1.500 mét. Bằng, một phát súng này lại bắn trúng trán của ngân bối ma viên khiến máu văng ra. Gừ, ngân bối ma viên rít gào, sau đó bỗng nhảy lên, tay trái níu chặt mái hiên của một tòa nhà cao tầng bên cạnh, sau đó bắt đầu nhảy qua nhảy lại giữa những tòa nhà cao tầng, nhanh chóng tiếp cận vị trí của Amelie. Tuy rằng đã ý thức được mình bị phát hiện, song Amelie không hề sợ hãi. Cô đập tay lên ngực, ô chứa đạn dược lập tức bắn ra. Cô lấy ba viên đạn màu lam đặc chế ra, bình tĩnh tháo băng đạn, sau đó đặt ba viên đạn đặc chế này vào hộp tiếp đạn. Đạn phá giáp, đạn đặc hiệu sơ cấp, tin tức vật phẩm, đạn dược đặc thù mua trong thương thành, mỗi phát có giá 20 hồn tệ hiệu quả một của vật phẩm, tăng thêm xuyên thấu level 1, phòng ngự của mục tiêu giảm khoảng 10%, trị số tối đa 100, hiệu quả 2 của vật phẩm, lực sát thương của đạn tăng 20%, lực sát thương này bị ảnh hưởng bởi vũ khí, rắc, đạn vào vị trí, lên nòng, ngắm bắn, bắn, hõm vai rung lên, viên đạn bay ra khỏi nòng súng, tạo ra hai dòng khí xoáy trên đường phi hành. Hú, ngân bối ma viên ngã xuống đất đau đớn kêu lên. Phát súng này, Amelie không nhắm vào trán mà bắn chính xác vào mắt phải của ma viên. Đạn phá giáp vừa đâm thủng niêm mạc của ma viên, đồng thời còn chui vào não nó. Bộ óc màu trắng sữa chảy ra từ mắt phải khiến nó đau đớn kêu rên, liên lục dãy dụa trên mặt đất. Amelie không hề dao động. Cô lại bắt đầu tìm kiếm vị trí có thể gây ra sát thương hiệu quả trên cơ thể nó xuyên qua thấu kính ngắm bắn. Cô biết rõ tình huống của mình. Tất cả tài nguyên được cô dùng để nâng cấp vũ khí nên khi đối mặt với loài sinh vật cường đại này, nếu để cho nó tiếp cận thì cô tin rằng mình sẽ không thể chịu được mục đích của nó giữ khoảng cách nhất định chính là điều kiện để cô có thể giết chết loài sinh vật cường đại này tuy rằng đã mất một con mắt song ngân bối ma viên vẫn có thể nhìn thấy sự vật bởi vậy sự đe dọa của nó vẫn chưa hề giảm bớt gừ lúc này ngân bối ma viên nằm trên mặt đất bắt đầu ngửa mặt lên trời rít gào tiếng gầm khổng lồ lan ra khắp nơi Bằng, phát đạn phá giáp lần này bắn trúng miệng của ngân bối ma viên. Hú, một kích này có hiệu quả vượt trội. Ngân bối ma viên bỗng cúi đầu nôn ra máu, ngay cả nửa cái lưỡi bị đạn phá giáp bắn đứt cũng bị nhả ra. Chỉ còn một phát đạn phá giáp, vẻ mặt của Amelie cũng trở nên trịnh trọng. Sức sống của sinh vật này dẻo dai vượt quá sự tưởng tượng của cô. Loại đạn sung năng tầm thường không có tác dụng mấy với ngân bối ma viên nên phát đạn cuối cùng này cô nhất định phải tạo ra ưu thế tuyệt đối. Giờ phút này, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn tầm 700 mét. Có vẻ như ngân bối ma viên cũng đã ý thức được khả năng chiến đấu tầm xa đáng sợ của kẻ địch. Nó bất ngờ chọn quay lưng về phía Amelie, tiếp cận bằng cách di chuyển lùi lại bằng tứ chi một cách nhanh chóng. Thấy vậy, Amelie tháo hộp tiếp đạn ra, lấy một viên đạn phá giáp còn sót lại, sau đó nhét đầy đạn sung năng vào rồi lại ráp vào băng đạn đạn lên nòng. Dơ súng, ngắm bắn, bắn, bằng, phát súng này bắn trúng gáy của ngân bối ma viên khiến nó mất thăng bằng, lão đảo suýt nửa ngã xuống đất. Khóe miệng Amelie nhếch lên, hơi điều chỉnh họng súng rồi lại bắn ra, bằng, mỗi một phát đều bắn trúng cùng một vết thương. Sau ba phát đạn, vết thương đã xuyên qua gáy của ngân bối ma viên, lại khiến nó cất tiếng kêu thê lương. Quan sát khoảng cách một lát, Amelie nhanh chóng tháo băng đạn ra, đặt viên đạn phá giáp cuối cùng vào rảnh. Mở thiết bị động thái thị giác, năng lực của cơ giáp vừa được phát động, quỹ tích di chuyển của ngân bối ma viên đã được phát thảo thành đường cong trong mắt Amelie. Phát đạn phá giáp cuối cùng, phát súng này không thể bắn chệt, bằng, tia lửa lóe ra trên họng súng. Phát súng này xuyên qua vết thương mà bốn phát súng trước đó đã gây ra, bắn vào đại não của ngân bối ma viên, thậm chí còn va chạm với viên đạn phá giáp trước đó đã được bắn vào từ mắt phải lực xung kích mãnh liệt bùng nổ trong bộ não của ngân bối ma viên, khiến nó bị quấy thành một nồi cháo. Lúc này ngân bối ma viên đã cách Amelie chỉ còn chưa đầy 200 mét. Nếu lại cho nó thêm 5 giây thì nó đã có cơ hội phản sát rồi, thân hình của nó ngã mạnh xuống mặt đất khiến bụi bặm bay lên. Thông báo toàn server, người chơi Amelie đã vượt 76 level kích sát sinh vật ngân bối ma viên cấp quỷ đốc sơ kỳ, xuất phát phần thưởng đặc thù, một món vũ khí định chế. Giờ khắc này, ba server lớn lại ồ lên. Không ai ngờ rằng server địa ngục mới mở được 7 ngày đã có người chơi kích sát sinh vật cấp quỷ đốc, hơn nữa còn kích sát vượt 76 level. Trong mắt những người chơi cũ, đây quả thực là kỳ tích. Ngay cả những người chơi đứng đầu như ngạo kiếm cũng chưa từng lấy được thành tựu này. Diễn đàn, cậu bé dưa hấu, tay súng bắn tỉa khủng bố cỡ đó cơ à. Vượt level giết quái thì tôi còn hiểu được, Lúc trước ngạo kiếm không phải cũng vượt le vờ giết quái các kiểu đó sao? Nhưng mà đây lại là vượt 76 le vờ kích sát quỷ đốc, đùa nhau à? Hoảng sợ, hoàng tử bạch mã 123, địa ngục cũng chỉ có tay súng bắn tỉa mới có thể tùy hứng như thế, chứ mấy chức nghiệp khác mà dùng hết tài nguyên để nâng cấp vũ khí thì chắc chết kiểu gì cũng chẳng biết ấy chứ. Có điều thao tác cơ giáp sung năng là khó nhất trong tất cả cơ giáp, trong đó vũ khí chủ yếu là súng bắn tỉa có độ khó cao nhất, bởi vì còn phải suy xét tới các nhân tố như tầm nhìn, tốc độ gió, thời tiết vân vân. Mọi người đừng manh động chọn nó, không thì nhất định sẽ hối hận đấy, tuyết lê mạnh nhất, trước kia mọi người đều nói bùng nổ cao nhất là sát thủ, có vẻ như bây giờ đã thay đổi rồi. Chảy xuống dọc nước mắt của kẻ dưới cống thoát nước, quỳ lạy vang xin nhà phát hành cường hóa. Tính điều của sát thủ, nói chứ hiện giờ còn chưa có ai học được bàn nhược xá sinh. Giả dụ khoảng cách của bàn nhược xá sinh là vô hạn thì tôi chỉ cần nhắm trúng thần xạ thủ cách đó 1.000 mét, vậy thì cô ấy hét sót tôi không phải là đang hét sót chính mình sao? Bởi vậy mới nói, sát thủ mới là ông nội của các chức nghiệp nhé. Cười ha ha, xin cậu bé bút chì trả lời tính điều của sát thủ, giả dụ đến giai đoạn sau pháp sư có cấm thuật thì chiến tranh hạt nhân giữa những người chơi sẽ được mở ra, thế giới trong game sẽ bị hủy diệt, có lẽ dữ liệu game cũng sẽ tiến tới chương xây dựng lại quê hương cười ha ha, làm quy hoạch tiểu đội trưởng, giả dụ cái búa. Tao còn nói đến giai đoạn sau này, phòng ngự của chiến binh là vô địch nhé, méo cần quan tâm bàn nhược hay cấm thuật của tụi bay, cho dù thế giới này không còn thì bọn tao vẫn tồn tại vĩnh viễn. Cười ha ha, dắt sần, Âu đi xem số liệu chức nghiệp trong giai đoạn hiện giờ của server địa ngục, chắc chắn cô ta đã dùng hết tài nguyên cho nâng cấp vũ khí. Trong tình huống le vờ ngang nhau, phỏng chừng cận chiến chỉ cần một kiếm là có thể giết chết cô ta rồi. Kama địa ngục trả lời giác sần. Vấn đề là không tiếp cận được. Quán niệm giác sần trả lời Kama. Tổng thể mà nói, thực ra cơ giáp xung năng ở server địa ngục am hiểu nhất là tấn công tầm xa. Đến lúc đó chỉ cần dư ba của đạn đạo là đủ để nổ chết cô ta rồi. Nếu như cô ta vẫn cứ nâng cấp vũ khí kiểu đó. Kama trả lời giác sần. Nghe có lý. Đôi mắt tỏa sáng, làm quy hoạch đội trưởng chắc hiện giờ chỉ có cặp sát thủ tình nhân là có thể kiềm chế cô ta xin cậu bé bút chì, đại ma vương hồ hạch, không biết tụi bay đang tranh luận gì nữa, số quỷ đốc mà tao đào ra có thể nhét đầy cả cái tàu lửa ấy chứ, một con quỷ đốc sơ cấp thôi mà cứ xoắn hết cả lên. Không nói nữa, bây giờ tao phải đi đào thần linh đây. Cười ha ha. Cách năm ngày sau, biểu hiện của Amelie lại gây chấn động cho cả diễn đàn. Sau khi tháng phục biểu hiện siêu thần của cô, Cách phân phối tài nguyên cực đoan của cô cũng gợi ra sự bàn tán nhiệt liệt của những người chơi. Ngay sau đó, người chơi chọn cơ giáp sung năng ở server địa ngục bắt đầu bắt chước Amelie dùng hết tài nguyên để nâng cấp súng bắn tỉa, cũng muốn thử vượt le vờ giết quái xem thế nào. Nhưng kết cục lại vô cùng thảm thiết. Trong quá trình thử nghiệm, cơ giáp sung năng với vũ khí chính là súng bắn tỉa trên diễn đàn của server địa ngục bị rết một sao liên tục, còn bị những người chơi ví với chiếc nghiệp dưới cống thoát nước của cống thoát nước. Sau khi thử nghiệm, rất nhiều người chơi đều bỏ qua việc tiếp tục nâng cấp súng bắn tỉa, thay vào đó là những vũ khí có tỷ lệ dung sai thấp như súng lục sung năng, súng tiểu liên vân vân. Có thể nói, việc Amelie vượt level giết quái đã trở thành huyền thoại không thể phục chế của server địa ngục. Giờ khắc này, những người chơi server địa ngục cũng ý thức được một điều đó là không có chức nghiệp nào ở dưới cống thoát nước cả chỉ cần bạn đủ mạnh thì cống thoát nước cũng có thể trở thành huyền thoại trở thành thần ngay cả amelie cũng không ngờ rằng mình kích sát sinh vật cường đại này lại nhận được phần thưởng ẩn lúc này trước mặt cô xuất hiện giao diện trò chơi lời nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên mời lựa chọn vũ khí mà bạn muốn định chế một vũ khí cận chiến hai vũ khí viễn trình amelie lập tức chọn hai Lựa chọn chế tạo vũ khí viễn trình, kiểu cung tiễn, kiểu ám khí, kiểu súng ống, kiểu tụ năng. Sau khi chọn xong, trước mặt Amelie xuất hiện khuôn mẫu của một khẩu súng bắn tỉa màu trắng, bên cạnh còn kèm theo rất nhiều thông số và phương án đề cử, bên dưới còn có khung phản hồi viết bằng chữ. Amelie vô cùng am hiểu về súng bắn tỉa nên trực tiếp bỏ qua thông số đề cử, bắt đầu điều chỉnh hình thái của súng bắn tỉa, cải tạo nó dựa trên cơ sở của khẩu súng video. Ekip mà mình thích nhất. Giờ khắc này, trong Amelie vô cùng giống một đứa trẻ vừa phát hiện món đồ chơi yêu thích, mà không phải là một sát thủ máu lạnh vô tình. Trong lúc cô đang điều chỉnh thông số của vũ khí thì đồng thời, trong phòng rèn của đồng quải ở Minh Phủ. Đồng quải ở trần, tay phải cầm búa, đang gõ lên một viên linh quặng tinh hàng. Đê ma ma, chưa đủ đúng không? Còn tưởng là mình đang tạo thần khí hay sao vậy, Đồng Quải nhìn thông số liên tục bị thay đổi, cảm thấy nhọc lòng hết sức. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải khách hàng đưa ra yêu cầu phức tạp như thế. Nếu là người chơi khác đến định chế vũ khí thì nó chỉ cần biết yêu cầu khái quát là có thể đối phó được rồi. Song lần này lại không còn cách nào khác, bởi vì đây là mệnh lệnh của Lục Vô, hơn nữa còn nói với nó rằng nhất định phải chế tạo ra trong thời gian quy định. Vốn tưởng rằng chỉ cần làm sơ sơ thôi là được, nhưng không ngờ vị khách hàng này lại tự đặt ra thông số cho vũ khí của mình, phương án đề cử của nó bị ngó lơ, khiến đồng quải mệt bở hơi tai, chỉ có thể điều chỉnh độ tinh khiết và hình dạng của linh quặng từng chút một. Ken, đồng quải bất đắc dĩ, biến bi phẫn thành sức mạnh, trút hết quán khí lên linh thiết. Sau khi Amelie điều chỉnh xong xuôi tất cả thông số của súng bắn tỉa, đồng quải rốt cục tăng tốc độ rèn. Không thể không nói khả năng rèn của đồng quải vô cùng mạnh mẽ linh quặng bắt đầu vặn vẹo biến hình dưới sự điều khiển của đồng quải dần biến thành mô hình của một khẩu súng bắn tỉa sau khi chế tạo ra đại khái đồng quải đang định ném vào lò rèn để phụ ma nhưng đúng lúc này phản hồi của amelie lại được gửi đến linh kiện hóa súng ống tôi cần loại súng có thể tháo dỡ bất cứ lúc nào tốt nhất là sau khi tháo dỡ một phần thì có thể lắp ráp thành kiểu khác điều này khiến đồng quải trợn tròn mắt nhìn khuôn mẫu súng bắn tỉa đã thành hình nó thậm chí muốn giết chết người này. Thế này không phải đồng nghĩa với việc phải làm lại lần nữa sao, căm phẫn, vô tận căm phẫn. Quắc con mày đừng đến Minh Phủ, không thì đại gia đồng quải ta đây nhất định sẽ khiến mày biết cái gì gọi là vui vẻ, nhưng sau đó đồng quải lại ý thức được một vấn đề, nó hoàn toàn không biết gì về súng ống cả, thế thì tạo ra linh kiện bằng cách nào, ngay tại lúc đồng quải không biết phải ra tay kiểu gì thì trong đầu nó bỗng xuất hiện mấy chục bản vẽ, đồng thời giọng nói của Bắc Ly cũng vang lên. Cứ làm theo bản vẽ. Phụ ma cường hóa xong rồi cứ giao cho ta. Nòng súng, mỏm phanh, ống ngắm tụ quan học, lắp đặt cảm biến, thiết bị đo khoảng cách bằng laser, tay cầm, bán súng, băng đạn, hộp tiếp đạn, giá đỡ, rảnh xoắn, cò súng, các loại đinh ốc độ chính xác cao, khóa nòng, cần gạt, kim hỏa, chốt an toàn, lò xo, kẹp súng, rảnh nhả đạn, đạn dự bị, Thấy những bản vẽ này, đồng quải suýt nữa thì không còn tin vào thế giới này nữa. Đây là chế tạo một món vũ khí hả? Chứ không phải là mấy chục món sao, đồng quải uể oải nhìn hao thiên đang nằm trên giường chơi diễn đàn, quán khí như muốn ứa ra khỏi mắt. Lão đại đồng quải, đừng nhìn ta nữa, ta có biết gì đâu mà, dường như đã phát hiện ánh mắt u oán của đồng quải, hao thiên vội quay sang nói. Hay là ngươi cũng học một chút đi, ta có thể dạy cho ngươi có câu nói ra ngoài mà biết một nghề. Đừng đừng đừng. Ta ngốc lắm, không có tài năng trong chuyện rèn đúc gì đâu, đừng khiến ngài bị mất mặt thì hơn. Ta không để ý, đồng quải u oán. Nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm. Đồng quải chỉ có thể lấy mấy viên khoáng thạch hàng tinh từ trong không gian ra ném vào trong lò rèn, đồng thời lại vung búa sắt lên. Sau 2 giờ rèn, linh kiện của vũ khí đã được thu phục. Đồng quải cũng mệt tới mức ngồi phịch xuống đất có đó không? Nhận hàng nè. Đồng quải vừa dứt lời thì một tia sáng lướt qua, linh kiện súng ống trên bệ rèn đều biến mất. Làm tốt lắm, thưởng cho ngươi 200 hồn tệ, kiểm tra lại đi, giọng nói hoạt bát của Bắc Ly vang lên. Gần đây đồng quải đánh bài còn thiếu nợ, ngay cả rượu một linh cũng không mua nổi. Nó đang lo không biết đi đâu kiếm tiền nên số tiền thưởng 200 hồn tệ lập tức khiến đồng quải có tinh thần hơn nhiều. Trong không gian thần khí, sau khi lấy linh kiện vũ khí từ chỗ đồng quải, lúc này Bắc Ly đang nghiêm túc đẩy gọng kính, bắt đầu tiến hành phụ ma lần thứ hai cho các linh kiện của súng bắn tỉa để tính năng của chúng càng phù hợp với cơ giáp hơn, đồng thời còn ưu hóa thông số vũ khí mà Amelie đã thiết lập. Sau khi làm xong hết thảy, một món vũ khí màu đen bóng xuất hiện. Chưa có tên level 1, vũ khí kiểu trưởng thành. Tin tức về vật phẩm, sản phẩm súng bắn tỉa cấp sử thi của phòng rèn đồng quải một vị chuyên gia nghiên cứu không biết tên phụ ma thêm lần thứ hai, bên trong có 32 linh kiện, có thể tháo dỡ lắp ráp thành súng ống có hình thái mới, xuất phát sau level 80. Cấp bậc của vật phẩm, trưởng thành sử thi, có thể tự cải tiến theo thói quen của chủ nhân. Bắc Ly hài lòng nhìn món vũ khí này, sau đó vung tay lên gửi đến không gian cá nhân của Amelie. Lục vô đứng bên cạnh thì lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra ghi tên Amelie lên. Danh sách người chơi Thiên Phú lại có thêm một mảnh tướng. Lục Vô rất là sung sướng. Lần này Bắc Ly đích thân ra tay cũng chính vì tài năng thiên bẩm của cô ấy đã được hai người họ tán thành, cảm thấy cô ấy là một tài năng đáng được vun đắp trong tương lai. Nhắc nhở, vũ khí của bạn đã được gửi đến, xin hãy kiểm tra và thu nhận. Amelie còn đang ảo tưởng về vũ khí định chế thì bỗng giật mình, vội mở không gian lấy khẩu súng bắn tỉa kia ra ánh mắt của cô lập tức bị thu hút bởi một đóa hoa bách hợp màu đen được phát họa trên bán súng. Trông như đang nở rộ, lại giống như úa tàn. Tia sáng lưu chuyển trên thân súng, đóa bách hợp này cũng thay đổi liên tục theo tia sáng, trông rất xa hoa lộng lẫy, khiến Amelie yêu phải nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chắc Cô mở khóa nòng, tiếng linh kiện va chạm vang lên giòn giả. Tuyệt vời, xúc cảm này khiến cô nhớ tới khẩu video, Ekip đã bị đánh mất sau đó cô tháo băng đạn xuống, muốn lắp đạn vào để thử uy lực của nó, bỗng phát hiện trong băng đạn lại có một viên đạn màu tím, bên trên cũng điêu khắc một đóa hoa bách hợp màu đen. Quy đông cơ, đạn đặc chế. Tin tức của vật phẩm, đạn đặc chế được tặng kèm với vũ khí, thuộc vật phẩm bị giới hạn, sau khi tiêu hao thì không thể mua lại quả của vật phẩm, sát thương x3, kèm theo xuyên thấu level 5, phá vỡ 50% phòng ngự, tối đa 10.000 điểm. Chú thích, bởi vì âm phủ thật sự tồn tại nên phá vỡ phòng ngự sẽ có giới hạn. Ví dụ như đạn phá giáp sơ cấp, tuy rằng ghi là có phá vỡ 10% phòng ngự, song tối đa chỉ có 200 điểm phá giáp phòng ngự. Ví dụ như sau khi số liệu hóa sinh vật cấp quỷ hoàng thì sẽ có 100.000 điểm phòng ngự, dùng đạn phá giáp sơ cấp để giảm bớt 10% phòng ngự rõ ràng là không thực tế, cho nên mới thiết lập giới hạn cao nhất. Hiệu quả của viên đạn này khiến Amelie hoảng sợ. Lực sát thương gấp 3 có nghĩa là gì? BPS của cô vốn đã cao khủng bố rồi, hơn nữa mục tiêu kích sát của cô luôn nhắm vào đầu hay sau gáy, vốn đã là bạo kích rồi. Nếu còn tăng gấp 3 lần, cộng thêm phá vỡ 50% phòng ngự. Amelie phấn khởi siết chặt tay. Có viên đạn này, cô tin rằng mình chỉ cần một phá súng là có thể thu phục ngân bối ma viên. Có điều Amelie thật sự không nỡ dùng viên đạn như một tác phẩm nghệ thuật này. Cô suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng không bỏ viên đạn này vào kho đạn trong cơ giáp mà bỏ nó vào trong không gian. Từ giờ trở đi, đây chính là tuyệt chiêu của cô. Nhắc nhở, xin hãy đặt tên cho vũ khí định chế. Amelie không khỏi sửng sốt, sau đó khóe miệng của cô cong lên. Guido, Edkis đã đặt tên thành công. Vũ khí này đã được đổi tên thành Guido, Edkis. Sau khi đặt tên xong, Ameli mở giao diện thương thành ra, sau đó bấm vào bản rèn vũ khí, đặt video, ekip vào khung nâng cấp, bên phải lại đặt kẻ ăn giấc mộng. Bạn có chắc là muốn thôn vệ vũ khí nâng cấp không? Sau khi xác nhận, kẻ ăn giấc mộng sẽ biến thành điểm linh quặng, EXP, bị uy s ekip hấp thụ, đồng thời sẽ bị phân giải vĩnh viễn. Xác nhận Sau khi bấm vào xác nhận, kẻ ăn giấc mộng bắt đầu phân giải. Biến thành vô số đống sáng tràn vào đô Skids. Ầm. Um. Khung bên phải biến thành một đống tro đen, còn đô Skids thì sáng bóng, tăng lên level 24. Nhìn đô Skids trở nên càng lộng lẫy hơn, ánh mắt Amelie lóe lên tia sáng phấn khởi. Amelie lấy vũ khí ra rồi bắt đầu tháo dỡ, tiếp đó lắp ráp lại lần nữa. Sau một giờ tháo dỡ lắp ráp, Amelie đã hiểu biết khái quát về cấu tạo của vũ khí này. Sau khi lại lắp ráp xong, cô lắp đạn sung năng vào, khát vọng tàn sát bắt đầu rụt rịch trong lòng. Đã đến lúc thử nghiệm hiệu quả của nó, giây phút này, tất cả các sinh vật trong phạm vi 1.000m xung quanh Amelie đều trở thành mục tiêu của cô. Một phát tóe máu, một kích mất mạng. Giờ đây Amelie đã hóa thân thành thần chết, cầm uy đô, gửi tặng nụ hôn của thần chết cho những sinh vật nằm trong phạm vi công kích của cô. Tấn công chí mạng gặt hái sinh mạng một cách nhanh gọn. Cho dù lục vô đứng sau màn cũng phải khiếp sợ vì tỷ lệ kích sát cao đến đáng sợ của Amelie. Giờ khắc này, Amelie thật sự giống hệt một đóa hoa bách hợp đen đang tản ra mùi hương chết chóc chí mạng, khiến người ta sợ hãi, khiến người ta kinh hồn. Bắc Kỳ, Minh Phủ So với hình thức sinh tồn gian nan của những người chơi ở server địa ngục thì cuộc sống của người chơi Bắc Kỳ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo sau khi phủ quân đoạn mệnh Nguyệt Diệu biến mất lục vô không phải không muốn chiêu mộ nguyệt diệu song nguyệt diệu lại có sự ngoan cố của mình quả quyết từ chối lục vô chiêu hàng hắn ta không thể trở về đại vực cửu diệu quân nguyệt diệu tùy tùng cũng đã bị hủy diệt đối với hắn ta mà nói là đã kích lớn lao trong mắt hắn ta người chơi đã là kẻ thù không đội trời chung hắn ta không bao giờ có khả năng đầu hàng cho dù phải chết tuy rằng điều này khiến lục vô rất tiếc nuối nhưng vẫn chưa vì thế mà hạ thủ lưu tình pháp tắc ở âm phủ vốn là như thế người thắng làm vua hơn nữa vào lúc đó nguyệt diệu đã biết đến sự tồn tại của lục vô nếu không thể hợp tác thì hắn ta cũng không cần thiết phải tồn tại nữa sau khi nguyệt diệu qua đời thực lực tổng thể của người chơi bắc kỳ lại tăng vọt lần này tiêu diệt quân nguyệt diệu càng khiến những người chơi nhận được một phần thưởng danh hiệu đặc thù tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn cuộc sống của những người chơi sau khi đi vào quỹ đạo, ngoài việc đánh quái tăng le vờ thường ngày ra, các hoạt động giải trí cũng vô cùng đa dạng. Có thể nói sau khi đám bót như bàn thạch đều trở thành NPC, bất kỳ đã hoàn toàn nằm gọn trong tay những người chơi. Bước tiếp theo của họ chính là tuyên chiến với đại vực cửu diệu, hôm nay, những người chơi đang ở trong game bỗng nhận được một lời nhắc nhở. Thông báo cập nhật game, lần cập nhật này sẽ mở chức nghiệp sinh hoạt, luyện dược sư luyện dược sư chức nghiệp sinh hoạt giới thiệu về chức nghiệp chức nghiệp này sẽ không xung đột với chức nghiệp chính sau khi chính thức trở thành luyện dược sư thì sẽ nắm giữ năng lực đặc thù của nói thiệu về năm loại năng lực ban đầu của chức nghiệp luyện dược sơ cấp giới thiệu năng lực kỹ năng chính của luyện dược sư có thể khống chế đo lường linh tài cần dùng một cách chính xác rồi dung hợp luyện hóa để tăng dược hiệu lên gấp bội phần biệt linh tính của linh tài sơ cấp giới thiệu năng lực sau khi nắm giữ kỹ năng này thì có thể phân biệt trị số linh lực cụ thể ẩn chứa trong linh tài, phân biệt sự chênh lệch giữa linh tài cùng cấp bậc. Sau khi thăng cấp có thể quan sát tình trạng của linh thực, thiếu nước, thiếu linh khí, dinh dưỡng quá thừa vân vân. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.